một tuần. Kính thưa tất cả các anh chị khách quý, mỗi một tuần chúng tôi sẽ có một người giới thiệu về sản phẩm dịch vụ của mình trong vòng 10 phút, đó là chúng tôi hay gọi đó là 10 phút tỏa sáng. Và ngày hôm nay thì anh chị thành viên nào trong Speed Chapter trong số 52 các anh chị thành viên ở đây sẽ tỏa sáng ngày hôm nay, thì phần này xin mời chị Đỗ Thị Phương Hảo, tổng thư ký, sẽ thực hiện phần này. Vâng, kính thưa quý vị, diễn giả ngày hôm nay là một giám đốc trẻ tài năng và tâm huyết. Anh luôn trăn trở tìm đường đi và phát triển mạnh mẽ, và chắc chắn cái thương hiệu doanh nghiệp của mình và cho bạn bè. Thương hiệu của anh đã bay rất xa, từ miền Nam ra miền Bắc, từ miền xuôi lên miền ngược. Và anh rất thành công với công việc của mình. Xin dành một tràng pháo tay thật lớn cho anh Đào Huy Lộc đến từ công ty Công ty Đào Việt và cho công việc của cả công. Bài giới thiệu hay quá, không điểm cho mình luôn ạ. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Thưa anh chị, một năm thì chúng tôi luôn có một ngày rất đặc biệt dành cho những người, gọi là ngày sinh nhật đúng không ạ? Hôm nay là sinh nhật chị Hảo, chúng ta hãy cho chị Hảo tràng vỗ tay đúng không ạ? Nhưng hôm nay trên sân khấu này thì là sinh nhật của tôi, bởi vì mỗi một thành viên thì trong một năm chúng ta chỉ được đứng ở đây nói 10 phút một lần thôi, cho nên hôm nay là ngày đặc biệt nhất của tôi ạ. Xin chào chúng tôi một tràng vỗ tay đầu tiên. Ok, thưa anh chị, tôi sẽ giới thiệu một chút về bản thân để phòng trường hợp mà có ai nói quên tôi ạ. Tên đầy đủ tôi là Đào Huy Lộc, thường gọi là Lộc Nhạc Việt, đơn giản đến từ công ty Nhạc Việt thôi ạ. Tôi đang là giám đốc điều hành của công ty Công trình Nhạc Việt, và tôi cũng là sáng lập viên ra một cộng đồng của những bạn trẻ khởi nghiệp, giúp đỡ những người giống như tôi trước đây ạ. Facebook và số điện thoại. Tốt nghiệp đại học thì năm 2007, được gần 10 năm. Và tôi tốt nghiệp thạc sĩ của đại học sinh Hà Nội năm 2013. Tôi bắt đầu kinh doanh độc lập từ tháng 7 năm 2010 và đã được hơn 6 năm. Công ty tôi thì là công ty cổ phần Công trình Nhà Việt. Hiện tại văn phòng của tôi đang ở tầng 7 tòa nhà Akashi đường Lê Hồng Phong. Rất là mong được anh chị ghé thăm để one to one. Chúng tôi cũng có văn phòng ở Hồ Chí Minh và Lào Cai để phục vụ các khách hàng. Sản phẩm chính của chúng tôi đó là tư vấn các thiết kế công trình công nghiệp. Và cái sản phẩm quan trọng nhất, vượt trội nhất của Nhà Việt tại thời điểm hiện tại đó là chúng tôi, đó là nhà các nhà lắp ghép kết cấu thép và cấu liên hợp. Đó là cái dạng kết cấu của tương lai. Mà anh chị nếu mà phát triển các công trình về kinh doanh thì nên lưu ý đến dạng kết cấu này. Hiện tại thì chúng tôi tập trung nhất là vào các công trình khách sạn, tiệc cưới, các showroom và tòa nhà cho thuê. Đây ví dụ như là một cái khách sạn ở Sapa mà chúng tôi đã lắp dựng, và những cái tiệc cưới có thể vượt nhịp khoảng 18 mét, chứa được 1.000 khách mà không có bất cứ cái cột vướng nào, không gian rất là rộng. Và những cái nhà hàng hoặc là những cái mô hình kinh doanh nhỏ hơn thì cũng có thể áp dụng các cái nhà lắp ghép này, cũng rất là hiệu quả. Cái đối tượng chính mà chúng tôi hướng đến hơi đặc biệt một chút là tôi chỉ phục vụ của khách hàng doanh nghiệp thôi, trong và ngoài nước sản xuất kinh doanh. Rất nhiều các cái khách hàng kể cả nước ngoài, cũng như có thể là công trình công ty Phú Lâm, Nhiệm Phú Lâm của Đài Loan chẳng hạn, hay công ty Vesco, công ty xử lý nước thải của Singapore, hoặc là cái cửa tôi cũng đang tiếp cận với thế giới di động và thiết kế cho họ được một vài mẫu điện máy xanh, các khách sạn. Và rất nhiều những cái khách hàng làm trong lĩnh vực sản xuất, mà có thể như là Kilin, anh chị biết, hay là Google Ship, những đối tượng khách hàng mà tôi đã được phục vụ. Hiện tại thì tôi rất muốn anh chị giúp đỡ cho chúng tôi tìm kiếm 3 đối tượng khách hàng sau đây để phát triển kinh doanh giúp cho Nhà Việt trong năm tới. Đó là các nhà thầu tư vấn thiết kế công trình, giống như là chỗ chị Nhung Sơn Hà là đối tượng chúng tôi rất quan tâm. Thứ hai là các cái nhà thầu thi công xây dựng công trình, để tôi có thể kết hợp làm cái giải pháp lắp ghép cho họ. Và các chủ đầu tư kinh doanh các nhà hàng khách sạn, đây là 3 đối tượng chính mà chúng tôi nhắm đến. Và chúng tôi cũng đang theo đuổi các cái người làm kinh doanh chuỗi, người kinh doanh chuỗi là nếu mà dùng lắp ghép là rất tốt. Ví dụ anh chị biết những ai làm cái chuỗi ô tô ở cả, ví dụ như là
ở chỗ anh Hùng, anh có bạn bè làm về chuỗi ô tô có thể là giới thiệu giúp tôi làm hệ thống showroom hay là các hệ thống điện máy hay là thế giới di động và như thế nào. À, hoặc là đây là một công trình ở Hồ Con Ngựa và tôi vừa đấy ký được chọn gói. À, thì là các cái nhà hàng phục vụ ăn uống. Ở bên cạnh kia là một cái nhà hàng cũng là đầu năm sau có thể người ta cải tôn. Sau khi thiết kế rồi, định làm rồi mà người ta thấy mô hình hiệu quả quá, người ta quyết định là mua luôn cái phần đằng sau và mở rộng gấp đôi, bị trễ mấy tháng chưa triển khai được. Ok, hoặc là ví dụ như những người làm chuỗi như là chuỗi Highland Coffee ạ, hoặc là các chuỗi cà phê, các chuỗi nhà hàng sử dụng các nhà làm kem cũng rất hiệu quả. Đây là những cái đối tượng thì anh chị hãy giúp đỡ chúng tôi để tìm kiếm trong năm tới ạ. Vậy thì tại sao mà anh chị lại có thể giới thiệu được những sản phẩm của nhà Việt đến khách hàng được? Thì anh chị hãy nhớ giúp tôi chỉ ba lợi ích sau đây để giới thiệu giúp cho tôi ạ. Thứ nhất là tạo ra một không gian rộng lớn, rất thích hợp nếu mà anh chị kinh doanh các nhà hàng tiệc cưới có hàng nghìn khách hàng ngồi. Ví dụ một phòng như thế này nhưng mà hàng nghìn người ngồi mà không có bị vướng bởi các không gian xung quanh thì các nhà hàng tiệc cưới showroom. Và chúng tôi đã làm vượt nhịp đến 18 mét và có thể là 60 mét nếu mà nhà một tầng, 18 mét nếu mà nhà nhiều tầng, rất là rộng cho các không gian. Đấy là lợi ích đầu tiên của nhà 5 mét. Thứ hai đó là rất dễ cải tạo nâng cấp. Thời điểm cách đây 3 năm thì tôi có rất là khó khăn khi mà thuyết phục khách hàng làm giải pháp này. Tuy nhiên là khách hàng, một trong hàng khó nhất đó là chính anh Khánh, trưởng phòng thẩm định của Sở Xây dựng Lào Cai. Và sau khi thuyết phục thì anh ấy thuê luôn tôi cải tạo cái nhà của anh ấy. Đáng nhẽ chỉ lên một tầng nhưng mà vì nhà nắm ghép nó rất nhẹ, rất dễ cải tạo cho nên anh ấy lên thêm 3 tầng nữa để kinh doanh hiệu quả. Thì đấy là một cái lợi ích thứ hai là rất dễ cải tạo, nâng cấp và chuyển đổi công năng của công trình. Và bên cuối cùng là rất là tiết kiệm, anh chị rất tiết kiệm mà dân rất nhiều khía cạnh. Ví dụ như chúng ta tiết kiệm được thời gian thi công, phần thô tiết kiệm được khoảng 2 đến 3 tháng phần thô, tiết kiệm chi phí hơn. Ví dụ như phần nhân công anh chị sẽ giảm được khoảng 30% chi phí nhân công. Ví dụ nhà dân bây giờ là khoảng 1,2 triệu thì anh chị có thể bớt xuống còn khoảng 800.000 mét vuông nhân công xây dựng nếu mà sử dụng nhà nắm ghép. Và xử lý đèn bóng đơn giản hơn ở vùng đất như là Hải Phòng, Hà Nội thì nếu mà anh chị làm từ 5 tầng trở lên thì đã sử dụng móng cọc rồi, nhưng mà nếu làm nhà nắm ghép thì có thể 7 tầng vẫn chưa sử dụng móng cọc, trên 7 tầng sử dụng cọc. Đấy là lợi ích rất tuyệt vời đối với những khu vực nền đất yếu giống như Hải Phòng, Hà Nội. Đó là ba lợi ích ạ. Thứ tiếp theo là ba sử dụng sản phẩm lắp ghép của nhà Việt. Hiện tại thì cũng có rất nhiều các cái đơn vị làm được sản phẩm lắp ghép, nhưng mà tại sao anh chị có thể giới thiệu giúp cho tôi thì ba lý do sau đây ạ. Thứ nhất là về kinh nghiệm thì công ty chúng tôi cũng không có hề dày lắm, tuy nhiên mà chúng tôi đi vào thị trường ngách, cho nên ở Hải Phòng này thì tôi khẳng định là chúng tôi là những người về kinh nghiệm nhất về các công trình về lắp ghép, những người gần như là đầu tiên đưa nhà lắp ghép về khu vực miền Bắc. Đó là kinh nghiệm của chúng tôi rất dày dặn. Thứ hai là chúng tôi có bộ máy rất là đồng bộ cho cái giải pháp lắp ghép này, kể từ khâu lên ý tưởng, kế hoạch, dự trù chi phí cho đến khi lắp dựng, bàn giao và KCS cuối sản phẩm. Vì chúng tôi đang theo đuổi một mô hình xây dựng rất hiện đại, đó là design build, mô hình từ ý tưởng cho đến giải pháp toàn diện cho chủ tư. Cái thứ ba là chúng tôi có rất nhiều các cái dịch vụ kèm theo. Nhưng chị biết là bây giờ khách hàng là số 1 cho nên là sản phẩm chỉ là thứ yếu, còn dịch vụ gia tăng thì mới là số 1, đúng không ạ? Và chúng tôi có rất nhiều dịch vụ kèm theo khách hàng, ví dụ như là chúng tôi có thể miễn phí thiết kế, tư vấn cho khách hàng dự trù hoặc lên cái bài toán kinh tế tổng thể cho khách hàng trước khi đầu tư, và các dịch vụ chọn gói phục vụ tại nhà hoặc là giám sát chọn gói công trình, rất nhiều các giá trị gia tăng kèm theo để anh chị giới thiệu giúp cho nhà Việt đến chủ đầu tư. Và chúng tôi có một hệ thống quy trình rất đồng bộ và hạn chế được tối đa cái lỗi các sản phẩm đưa ra công trường. Và đối với những cái quy trình chúng tôi đã cải tiến theo nhiều năm thì chỉ cần chủ tư ý tưởng thì cái sản phẩm cuối sẽ rất là ít lỗi, không có phát sinh nhiều và rất là hiệu quả về kinh tế cho chủ tư, đặc biệt những người làm kinh doanh. Và vừa rồi là đây là cái solution của chúng tôi hiện tại vẫn đang phát triển thị trường, cho nên là chúng tôi rất muốn là cung cấp giải pháp tốt cho chủ tư và thu nạp lại giá trị thăng tiến cho nhà Việt. Và tiếp theo đến cái phần hỏi đáp, và cảm ơn anh chị đã dành 8 phút vừa rồi. Vâng ạ, và sau đây anh chị sẽ có thời gian hỏi
hỏi đã. Có anh chị nào có câu hỏi dành cho Việt không ạ? Vâng, xin mời anh Việt. Vâng, xin hỏi anh Long một câu hỏi ạ. Tức là hiện tại là nhà xưởng tôi bây giờ đang thì nhà xưởng tôi thì là khung xung quanh là không gian nó khung thép rồi đúng không ạ? Bây giờ tôi dựng một cái khung thép bên trong để lên cái văn phòng ở tầng 2 thì liệu đấy cái giải pháp phức tạp không ạ? Cái đấy đúng là sở trường của tôi đấy. Vâng, theo vâng. Ngày mai tôi rảnh tôi sẽ qua cho anh ạ. Vâng, cảm ơn anh. Vâng. Vâng, xin mời anh Khang Sáu ạ. Anh muốn cho lời ăn hay muốn hỏi ạ? Muốn hỏi ngoài cái phương pháp là xây dựng nhà lớp ghép lớn rồi dụng thì Sáu hỏi là về cái sắt ấy thì nó chịu lắng mưa ra làm sao? Cái lắng mưa của cái sắt độ bền đấy. Ý anh nói là độ bền của chúng tôi. Thường thì các khung sắt thì chúng ta hay nhìn thấy các cái sắt dân dụng mà sắt hộp hay là sắt bạc kẽm chúng ta hay thấy hay bị han rỉ đúng không ạ? Nhưng mà các cái giải pháp khung thép của chúng tôi là khung thép kết cấu lớn, cho nên là thường cái quan trọng nhất là phương pháp làm sạch và sơn của chúng tôi thì đều được khoảng 3-40 năm thì không thể bị ấy, có thể là hơi han vẩy một chút thôi, nhưng để mà rỉ thì nó là hàng 3-40 năm mới có hiện tượng nếu mà phơi nắng hơn mưa. Rồi, rồi, vâng. Vâng, xin cảm ơn anh ạ. À. Và còn anh chị nào có hỏi không ạ? Vâng, xin mời câu hỏi cuối cùng đến từ anh Toàn, siêu thị Việt của Phúc. Tất cả nói anh Sáu yên tâm là Toàn dùng thép từ Toàn nhập về Nhật Bản, không phải học chúng tôi. Tiện thể lắc xe luôn. Xin hỏi là cái thấy là mình thấy Vincom nó xây những cái nhà kết cấu thép khoảng 4 tháng thì bên nào có thể làm những cái nhà đó trong khoảng 4 tháng không? Quy mô anh Toàn. Thường là quy mô nó phải là từ 3-5.000 mét rồi. Thường là chúng tôi sẽ làm nhanh hơn. Lý do là vì như sau ạ. Là Vincom thì họ thường theo đuổi cái kiến trúc cổ điển, cho nên là họ đang sử dụng cái công nghệ là lắp ghép bê tông, và chúng tôi là sử dụng công nghệ lắp ghép thép và liền hợp. Cho nên nếu mà cơ hội đấy ra vào tay nhà Việt thì chắc chắn sẽ còn nhanh hơn. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Của chị ấy, thì có gặp vấn đề về sụt lún giữa hai bên không? Lại đúng thế phải không ạ? Vâng, về vấn đề sụt lún thì nó phụ thuộc rất nhiều vấn đề xử lý nền móng. Tuy nhiên là sử dụng nhà lắp ghép nhẹ thì đã hạn chế rất nhiều, bởi vì nó chỉ bằng 50% trọng lượng thôi, mà thường độ lún cấu kết của công trình thì nó thường từ 8-10 phân. Cái nhà bên cạnh của chị thì thường đến bây giờ nó lún gần hết rồi. Cho nên là cái nhà mới thì tôi thiết kế nó chỉ lún khoảng 2-3 phân, cho nên cái độ tách sẽ đảm bảo là thấp nhất cho chị, thế được chưa ạ? Vâng, chiều anh ơi, sai lầm chị luôn ạ.